Kính thưa quý vị, một người bị thiệt mạng liên quan đến một trong những hàng loạt vụ đụng xe tại tiểu bang Ohio, tin từ Cincinnati. Có ít nhất một người thiệt mạng tại tiểu bang Ohio trong 3 vụ tai nạn xe trong ngày 21 tháng Giêng năm 2013. Tình trạng đường lối bị đóng băng trong khi tuyết rơi, rải rác đã tạo ra hàng chục chiếc xe đụng vào nhau tại một số khu vực trong tiểu bang Ohio. Nhân chứng gần các quốc lộ gần thành phố Cincinnati nói rằng, tình trạng đường lối mù mịt và trơn trượt đã làm cho các tài xế mất đi sự điều khiển của xe. Ông Peter Chadwick, một trong những tài xế nói rằng, tuyết rơi mù mịt và tầm xa của mức nhìn chỉ khoảng từ 40 đến 50 yards, mặc dù vận tốc giao thông của các xe rất chậm, nhưng rất nhiều xe đã bị trơn trượt. Tài xế như ông Peter Chadwick phải nhìn kiến trước, kiến sau để tránh khỏi phải bị xe trơn trượt đụng phải. Một tài xế xe khác, ông Kevin Jean, xác nhận tình trạng tuyết rơi mù mịt và còn cho biết khi nhìn thấy một người đàn ông vẫy tay ra dấu cho ông ngừng xe, thì ông không còn kịp thắng để cho xe ngừng thì đã đụng phải các xe khác đang bị đụng phía trước. Tổng cộng hơn 20 người phải nhập viện và hàng loạt những người khác được chữa trị tại hiện trường. Quan chức của tiểu bang nói rằng dân cư lái xe trong vùng sẽ còn phải đối mặt với tình trạng thời tiết nguy hiểm trên các con đường của tiểu bang một vài ngày nữa.